Xin chào bác đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Touring có giảm xóc đến từ thương hiệu Galaxy, model là 27 Speed. Một dòng xe khung nhôm và được trang bị cái vành bánh nó là 700C. Bộ chuyển động của xe được sử dụng là full một bộ Shimano Atus với 3 tầng đĩa và 9 tầng níp cho 27 tốc độ khác nhau. Phanh của xe thì được sử dụng là phanh dầu, phanh đĩa dầu hiệu Galaxy, chiếc xe tông màu trắng chủ đạo rất là đẹp, kể chỉ xanh nhìn rất là thể thao, rất là phù hợp cho các bác mà đang muốn tìm kiếm chiếc xe đạp touring để chạy đường phố và lại có thêm giảm xóc để không bị tức tay mỏi tay khi đi quá lâu hoặc là đi vào những cái chỗ gồ ghề. Thì đây là cái chọn chọn rất là hợp lý, form dáng rất là đẹp, màu sắc cũng rất là hài hòa. Cấu hình thì cũng rất là đủ dùng cho một chiếc touring các bác nhé. Bộ Shimano Atus với 9 tầng níp và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đùi đạp của Shimano, đĩa Shimano. Khung thì là khung nhôm. Khung nhôm. Nước sơn này là sơn zin các bác nhé. Chỉ là đã qua quá trình sử dụng tại nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn là chất lượng xe thì còn là cực kỳ là tốt. Vành bánh 700C. Trên phần ghi đông xe chúng ta trang bị tay bấm xả Shimano Atus. Hai bên và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano các bác nhé. Cấu hình này rất là tốt cho một chiếc touring. Giảm xóc này là giảm xóc dầu thủy lực đến từ thương hiệu S Santur. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn, các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m61, 62 đến 71, 72 đi phù hợp. Chuyển động Shimano Atus 9 nít 3 đĩa 27 tốc độ. Cái dây. Rất mượt mà các bác nhé, lên xuống cực kỳ nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá là 8.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.